Vâng, xin chào các quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Xuân Muộn TV của mình quý vị nha. Và hiện tại mình đang có mặt ở ngã ba Kép Hồng Giang. Trong buổi sáng hôm nay mình tiếp tục lại ghi hình chia sẻ cho quý cô quý anh chị về công tác mua bán vải lai u cũng như là về giá cả để xem thế nào. Vâng, thời điểm hiện tại thì mình thấy vải hôm nay thì rất là nhiều vải so với các buổi sáng hàng ngày thì hôm nay nhiều vải hơn rất là nhiều nhá. Hôm nay thì mình ghi hình thì vào ngày 17 tháng 4, còn dương lịch thì ngày 24. Chị à, sáng nay mua đến bao nhiêu chị? 2 hàng. Rẻ hơn à? 25 đổi về. Vâng. Tiếp chợ. Nhiều vải đấy anh này. Rất là mất mùa nhưng mà vài thiều mất rồi, vài lai u này, vài lai cũng được, hả? Quay chơi chơi đến chúng. Đi đâu đấy? Vâng, đây thì mình thấy trong buổi sáng đây thì rất là nhiều vải đây, mình sẽ đi ra đây để xem người ta mua bán thế nào ở khu vực ngoài này quý vị nhé. Hôm nay ngày 23 tháng 5, 23, 24 rồi, 24 rồi. Thế đó các bạn là 24 rồi, 24 tháng 5. Dương lịch ấy. Đấy, vải nha, buổi sáng hay nhiều không? Ngã ba Kép Hồng Giang đây thì rất là nhiều vải đây. Mình vừa hỏi bà chị ngoài kia bà mua 25 quay đầu á. Mình sẽ đi sang mấy cái điểm bên này để xem người ta trả giá thế nào. Người ta trả được bao nhiêu rồi anh? Tổng giá 22. 22, còn 22. Nhiều vải này không chọn được. Dẹp rồi. Dẹp nó mới vào. Ở đây người ta giả được bao nhiêu cái này? 22, 20 à? Đây, vải hôm nay thì ngập đường luôn mọi người ạ. Trong buổi sáng hôm nay thì quá là nhiều vải luôn. Chỉ trong ngày hôm qua thì lại rất ít vải nhưng mà hôm nay thì lại quá nhiều. Vâng, nhiều vải này thì vải đẹp không? Để những người mua người ta lựa chọn được những sọt đẹp. Ngã ba Kép hôm nay thì ngập vải rồi. Và mình sẽ làm những cái clip chia sẻ cho các cô chú anh chị cũng như là các bà con về cập nhật về những giá vải ở khu vực Lục Ngạn nhá, vải lai u ở khu vực Lục Ngạn trong thời gian tới. Nếu mà mình có thời gian mình sẽ đi cập nhật hàng buổi sáng cho mọi người cùng xem. Theo mình cảm nhận được rằng là hôm nay thì là cái giá vải ở đây thì so với hôm qua nó khác hoàn toàn. Qua thì hôm nay 25, hôm qua thì được khoảng 35, hôm nay thì chỉ được tầm 25 thôi, mất khoảng 10.000 một cân. Ở bên này thì có những cái điểm cân chỗ nhà cánh mến hôm nay thì cũng thấy cân được một chút thôi. Chắc là không cần, chắc là chọn kỹ này đấy, vải đẹp, vải nhiều nhưng mà các điểm cân to lại không cân thì sang bên này. Bên này thì bà con đang bán rất nhiều, bên này mình sẽ sang mình hỏi nhá. Mọi người sẽ theo chân của mình đi thì mình biết là cái giá vải ở khu vực Kép đây trong buổi sáng hôm nay như thế nào. Vải của bác này người ta trả giá chưa? Trả rồi mà rẻ quá. Được hai mấy không? Không bán thì giờ nó không đến đâu. Thế nhỉ. Hôm qua
nó lại không như hôm qua vậy. Qua thấy chú quay thấy tranh nhau bao người. Ừ, tranh nhau mà hôm qua thì tự nhiên hôm nay gấp mấy lần hôm qua luôn. Ê. Không phải hôm nay sao nó tự nhiên nó ra đâu nhiều thế. Hôm qua cái điểm bên này đắt này này, nhưng hôm nay lại cứ cân nó đâu. Qua điểm này đắt. Qua điểm bên này nó cân 40 38 40 cân. Theo dõi kênh chú mà. Ừ. Kiếm qua đây. Ê, hôm nay khác hoàn toàn thế này chứ. Phải mà hôm qua em mở đi trực tiếp ở đây thì cái loại của bác này là khoảng tầm 38 này. Ê, bảo hàng mà hôm bay đấy rồi. Mà hôm nay nó lại khác hoàn toàn thế này chứ này. Hôm qua tranh nhau mầm ở đây. Thế mà hôm nay lại chui ra nhiều vải thế, thì gấp mấy lần hôm qua thưa thớt có vải đâu. Hôm qua là cao nhất cả 40 rồi. 40 ở nhà này. Ừ. Ừ. Quay đi. Hàng này này không lấy được này. Lấy cho bán quá. Đó. Chưa bán được giá chứ. 28 này chưa bán. Ừ. Vâng, vải hôm nay thì lại rất là nhiều vải thế này. Bà con lại khô bán này. Vâng. Ngập đường luôn này. Này bán được bao nhiêu rồi? 30 à? Chưa? 30. Ba mươi nghìn. Xuân Muộn TV à? Về xem nhé. Vâng, hôm nay thì Xuân Muộn TV. Vâng, đúng rồi bác ạ. Cái của bác này sáng là được bao nhiêu cái này? Sáng là cái kia giá 34 không bán lên đến 30. 34 không bán, bây giờ là 30. Ê, nhảy càng đi nhiều lúc thì sáng hôm nay thì lại nhiều vải hơn hôm qua nhiều lắm luôn. Gấp mấy lần hôm qua tầm giờ này ở đây thì không bán này nhà 34. Chả có vải. Đây vải của bác này như hôm qua thì nó chỉ còn qua là ít cũng được từ 35 trở lên. Hiện tại thì đang có 30.000 thôi. Bán nhà 34. Ừ. Đúng rồi. Ừ, em đang bảo là hôm qua ít nhất cái loại nó phải từ khoảng 35. Riêng hôm qua ở đây ấy. Nhưng mà hôm nay loại khác rồi. Wow, 34 bán ở nhà. Vâng, và hôm nay thì rẻ hơn rất là nhiều. Chào chị. Giờ chị đến là 30.000 cao nhất rồi đây. Nói chung là cái vải này không thể cháy được đâu, cái vải lai u này nó hay lắm. Chào anh nhá. Ừ. Nó bẻ sáng ra bây giờ nó đúng rồi, nó chỉ cần có tí xương là nó ấy rồi, cái giống này nó là thế. 30.000 cứ biết chị vay 70.000 đã. Rồi. 70.000 này. 70.000. Hả? 100.000 em đưa cho. Hôm nay rẻ lắm chị à, 30.000 đẹp. Hả? 27. Thế thôi, hôm nay rẻ lắm. Rồi từ trên kia xuống Trung Quốc không mua đến 32, 30, 32 cả. Hai mấy? Trung Quốc. Bác cũng loại cho em đi Kobe hôm nay bác lại quay em. Cứ loại bán cửa kia bác cho em lên mấy ông bác như vậy. Anh hướng gì đâu? 27 à? Ồ bán 27 à? Theo em thì chị nên bán kìa. Bởi vì em đi dọc trên kia xuống em biết rồi. Rồi bán đi chị ạ, nên bán thôi. Nói chung là giá chung của thị trường thôi. Ấy u trứng rồi. Đấy, 30 quả rất là to này, 30.000 này quý vị nhé. Đây là 30.000 này. Trong buổi sáng qua loại này nó phải từ gần 40.000, 37, 38.000 một quả to này. Nhưng mà trong buổi sáng này nó chỉ được khoảng 30.000 thôi. Đâu ơi? Lên đây anh ơi, lên đây để xe nó đi. Vâng, vải hôm nay trong đường này ra thì cũng khá là nhiều nhưng mà đang phần là 6 thôi. Anh bắt ở đâu rồi? Xem từ dưới kia rồi. Vâng, sọt của bác này mình xem là sọt bác to thế, mình xem nào. À đúng rồi, mình phải xem bác. Là cũng được 30.000 thôi. Đấy, nhưng sọt vải 30.000 hôm nay nó to lực lưỡng này. Cao nhất hiện tại đang là 30.000 ở đây mình thấy những cái điểm Đông Quý cân. Còn chung chung ở đây thì
vải hôm nay thì những người mua người ta lựa chọn rất là kỹ nhá, bởi vì nó nhiều vải. Đông Thúy. Hôm nay thì lại so với buổi sáng qua thì quá là nhiều. Vải bây giờ nó chín rồi, nói chung là bây giờ thì giá cả như thế nào cũng vẫn phải bán, bởi vì chín không bán thì không được. Nhưng quả vải đã chín thì cũng phải nên bán, hôm nay còn xanh quá. Đây, quanh quanh này thì được bà con một số vẫn chưa bán được đây này. Đây thì gần như là còn không thấy ai đi trả giá nữa cơ. Đâu mình sẽ đi ra đằng này. Đằng này còn thấy một vài xe đang mọi người đang trả giá để xem nào đây. Vải ngập đường, giá lại tốt hơn so với hôm qua rồi. Này thì có một cái điểm bán. Vải hôm nay lại có bán thế nhỉ? Anh à, em cũng có cho một tí em điện điện lại anh nhé. Ở buổi sáng hôm nay ở đây thì vẫn cái điểm hôm qua thì cũng cân đến 35.000 ca, nhưng mà chuẩn buổi sáng hôm nay thì vừa nói chị bảo là chỉ cân đến 25 thôi. Vừa để đây được hả? Chán quá mọi người ạ, vải rất là đẹp nhưng mà giá lại thấp. Hôm qua thì vải đẹp như là thế, nhưng hôm qua thì ở khu vực kép này thì riêng khu vực kép này thì có giá khoảng 35.000, nhưng mà trong buổi sáng hôm nay thì chỉ hơn 20.000 thôi, mất khoảng 10.000 một giá. Đây, bà con đang đứng chờ đây, rất nhiều vải này. Tại mình đang thấy là 30.000 vải đẹp cao nhất ở cái khu vực ngã ba kép đây. Vâng, quý vị ở đây thì giá vải không có giá cao, vải thì đang rất là thừa vải đây này. Và mình là vẫn cái dạo quanh quanh ở khu vực ngã ba kép Hồng Giang trong buổi sáng hôm nay, tiếp tục chia sẻ cho mọi người xem. Bây giờ vào hơn 7 giờ rồi.
buổi sáng hôm nay thì hơn 7 giờ rồi nhưng mà rất là nhiều vải. Những người mua rất là thờ ơ nha. Những người mua vải hôm nay thì lại thờ ơ về những cái quả vải. Như buổi sáng hôm qua thì lại khác hoàn toàn. Bà con buổi sáng nay thì rất là uể oải với quả vải đây này. Sáng nay chán thế nhỉ? Chán thật đấy. Cái này ở đây họ giá cho bao nhiêu? Hả? 23, 24 à? 23, 24. Vâng, giá vải nó xuống so với hôm qua khá là nhiều quý vị ạ, khoảng 10.000 một cân. Đây rất là đẹp nhé, quả đều lắm, to. Đây thì gần không thấy ai cân nữa để mà hỏi giá nữa, để xem nữa cơ. Rồi mình sẽ đi vào gần gần mấy cái chỗ đang sắp bán để xem là hỏi giá thế nào thôi. Đâu mình sẽ xem chắc hai mấy thôi. Hôm nay toàn hai mấy nhiều thôi. Mình sẽ xem một hai sọt vải trứng. U trứng quả to thế nhỉ, đẹp thế. To nhỉ, u trứng. Cái này u trứng. Trứng giờ toàn thế này thôi. Hồng năm nay bé u trứng bé mà, nhưng hàng này hàng bé lắm. Thế u trứng này bao nhiêu hả bác ấy? Bác à, u trứng này bao nhiêu đấy? 35. Xem luôn của anh em ạ. Xem luôn của anh, công dụng của bà công chúa. Vâng, u trứng quả rất là to quý vị ạ. Úi giời, trông đẹp thế. Long lanh. Bán cái vải là 35.000. Vải u trứng. Bà chú ơi, ra xem vải có được không? Không được anh đi đi luôn. Không khanh nhân khanh xuống mệt lắm. Mẹ ạ, gần 3 tà hàng. Quả nó chỉ có thế thôi. Của mở chứ mày cũ. Đây là của mở không phải của Úc. Phun gần các bạn không có sâu phớt. Đây là nhà phun phun. Vâng, anh mà đang giá 31 thì mình không biết người ta có mua không. Kinh khủng. Trên kia có nhiều điểm cân không? Dạ có điểm nào, mỗi một điểm có cân đủ ấy. Hôm qua bên Sơn có mà, bên Sơn với ở chỗ trại chính này có không hôm qua? Dư vải này.
đang chờ bán hay là đứng ở đây thôi? Chờ bán à? Bán à? Ừ. Bao nhiêu họ lấy bao nhiêu này đây? 28 à? Đều quả rồi. Sạch. Bảo cũng đều quả mà nó sạch. Nó sạch. 28.000. Ông người bán cái vải này khoảng 35.000 này. Trứng. Trứng. To đúng bằng cái trứng. To như quả trứng. Ông có nhà có nhiều vải này không? Đây trứng trắng. Chị giá bác bao nhiêu rồi bác? Bảo 35 đấy. Cái của bác là trứng trắng. Trứng trắng. Vâng, sọt vải này thì bác bảo là 35.000 đây. Đâu xem nào. Vải này vẫn còn rất là nhiều ngoài đường ngoài kia. Này được bao nhiêu đây? 28 à? Cái giá thì thế thôi. Nói chung là bán đi thôi. Đừng đi nữa. Vừa nãy dọc từ trên kia xuống thấy đấy là một từ Đồng Cốc xuống rồi. Tàu cân trực tiếp đẹp mới có cân đến 30-32. Đấy là cái tàu cân trực tiếp. Còn kiểm tra sau đầu các kiểu. Này dân được ít nên là không chăm cứu những người trốn. Ờ. Thế bị nhiều mà công nhận cũng bị nhiều. 28.000. Vâng, xuân muộn đấy. Vâng. Vâng, đây 28.000 này quý vị nha. Nhà này mua giá hiện tại đang gần như là cao nhất ở cái khu vực này đấy. Đấy, vài buổi sáng hôm nay thì vẫn còn đang dư thừa so với người mua đây này. Nói chung là thừa thì không thừa, nhưng mà ý là người ta sẽ giả cái giá nó rẻ, nó không hàng thiếu thì người ta cố mua thì giá mới lên được. Còn đằng này thì vải nhiều, thừa thì người ta tha hồ người ta chọn, đâm ra thì cái vải giá nó không được cao. Vì đằng kiểu giống như là bà con chúng ta cần bán thì bán, mà không bán thì thôi, thì cái giá nó sẽ thấp hơn. Vải to này mình không biết là họ giải được bao nhiêu đây. To rồi nhưng mà 28 không bán. 28 không bán. Con vừa cải thôi nhưng mà được chung đấy. Này hơi xanh quá. Ba đứa để lại chi tiêu. Không có để lưng kia đâu rồi. Vâng, vải thời điểm thì vẫn còn rất là nhiều. Quý vị ạ, mình khả năng chỉ ghi hình ngắn ngắn như vậy thôi. Chia sẻ cho quý bà con biết là ở khu vực này nó giá cả thế nào, cao nhất thì vải lai u được khoảng lai quanh 30.000 đổ về, còn hầu hết là toàn là hai mấy phần lớn thôi.
mua 30.000 vào. Cứ mua loại 30.000. Đây người ta cần hàng đẹp nhưng mà giá cao người ta vẫn mua. Sợi này bao nhiêu đây em? 28 rồi anh ạ. 28 à? Nhà này nó mua đều đều. Vào nhà này đi Tuấn mua. Vẫn mạnh lắm. Ừ. Vẫn mạnh lắm. Chọn kỹ quá. Vải xanh nhá, họ vặt ra. Rồi 28.000 quý vị nha. Này vải xong qua 35.000. Nó mất gần chục nghìn một cân so với buổi sáng ngày hôm qua. Vải vẫn ngập đường cái này. Hả? Để người ta ra luôn. Ông cứ phi vào đấy ai xe ra cả gì? Không, ý cháu là cái xe này để cho họ. Nhưng mà cái mặt quay đầu, cái xe không đi được ra. Mình tự mèo á. Thế hay. Đổ cái bãi xuống cho anh chưa? Cái đổ này là mấy quả ăn sáng à, từ sáng chưa ăn gì, đói hết cả người đây. Được ăn rồi. Rồi mình sẽ dừng cái video của mình tại đây thôi, không đây, bởi vì giá nó như vậy thôi.